Tôi xin hướng dẫn các bạn làm đầu connector Y ở trên cột của loại V3 Next. Còn xong là nó mọc ổn lắm đi ơi, chơi thử ơi, vừa qua cái này tờ bộ phết ai đó lờ ô đi du lờ bộ cổ lòng tài nữa. Đây là linh kiện. Hay đang cứ chìa ổn có xong một người. Đặt trong hai túi. Nó về đã bên chỉ bị phong á. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám linh kiện. Chúng ta miễn là phần bảy được hết. Bắt buộc phải đủ tám loại này. Bây giờ thưa mấy ở bán cơ phần bảy được hết lắm. Về các cái công cụ tool của mình ấy, thì gồm như thứ sau. Thứ nhất là con dao cắt này. Hai thu vào dưỡng miền đồ chiếc lửa hàng rõ thì muối cứ cầm bật cắt. Thứ hai là rũa này. Tí phí lại cháp. Thứ ba là kìm cắt này, kìm bấm này. Tí bấy cứ được cặp cắt. Tư là hai cái cờ lê. Tí buôn cứ con sao pi là miền lấy đọc 7 hay nên lấy đọc 4. Đây là lại cờ lê 18. Và đồng hồ đo. Đây là trong cơ kìm hóa cứ niềm cà vô. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm thì chúng ta chuẩn bị cho bắt đầu với chuẩn bị cái đầu feeder dài khoảng 7 cm và nắm thẳng. Ấy giờ cắt do thì bỏ hàng cái cho và hai chia phồng phơi bằng mình mát, dùng dao bóc vỏ ngoài khoảng 7 cm, dùng ra cầm bật đầm bay chặt bỏ phồng phải phồng phơi bằng mình mát đấy. Chúng ta sẽ bóc vỏ như này. Cái gì bỏ này trên mà tụt cái lưới bảo vệ bên ngoài vào một ít. Cái gì còn lót bỏ trên cáp trên một ít. Bấm cái đầu cáp đi khoảng 1 cm một phần. Cái gì cắt cho hai kia 1 cm 1 cm. Xoắn cái đầu nó lại. Hay dừng mua ba bia làm bình tĩnh để đưa linh kiện vào nó dễ. Đâm bay dừng đảo một co sẽ đảo cương cương một bia chồ tới bia bia xua. Tám linh kiện phải đưa vào đúng chính xác theo thứ tự. Hay cùng bay một co nó đưa dừng đã bia chồ nằm một nằm ở tam địa điểm một bia. Đầu tiên là cái linh kiện này. Bốn người dừng đã đầu to là sẽ đi về phía này và đầu nhỏ đi về phía này. Các ba phần thông đến từ đại chủ bằng nóng hay là túi chơi trên một kèo vậy. Rồi, những linh kiện thứ hai. Có mô đa ở một con tìm phí. Là cái lòng đèn dẹp phẳng mỏng. Cả nó vẫn đa ứng đến nhưng chẳng vẫn đại chủ tới. Đúng thứ tự nhé. Thì đã tạm để đi nguyên á. Cái thứ ba là cái giòn cao su. Hay thì bay cứ chùa. Và thứ tư anh là cái giòn này. Đi buôn cái giòn là mình quá tùng cái con mình nhiều. Cũng theo giống như cái này này. Thì đầu to về phía này và đầu nhỏ về phía này. Đã đôi cao, đã lên từ bồn chứ hàng quà không chụp nó là quà túi trên kèo.
thì nó chỉ đến đây thôi, nó không chạy được vào trong. Có khả năng là đã đo khối đây kê đến cái đạn bắn tơ thầm của bọn. Dường ra mở cái này ra. Em tỏa mọi dương bộ ở đây dương cuối mà nhá. Bỏ bộ mặt. Bấm đi để cho nó dễ mở. Hay em cặp đi chào thì chứ đồng bày dưới xua dùng bỏ tất cả mọi người. Xé nó ra, xé đều. Hay dương hai rồi mà ở đây mà. Xé thật đều. Dương hai thì mấy ở smart. Đại hết cỡ thì như này. Thế nhưng phần lót bên ta khối con là cạc mua để đặt tơ tham dự bọn á. Phần lót máy thổi tăng ở này nó là có thể tăng rồi smart lên cạc lắm. Có mọi như vô bật cạp vía. Tay thì chúng ta cầm cái lưới này, còn tay này chúng ta cắt cái này. Đây, đây start như cắn của bạn, nó thấy đây quê như cắn bật. Cắt bỏ chua lắm trên. Thật, cắt snout chứ. Cái lõi này ra. Chúng ta cắt cái vỏ lõi thì nó sẽ như thế này. Đây là tôi bây giờ cắt ra bỏ sao ấy hay chơi nhé, vì nó bị lục dịp đường trắng. Kế tiếp là chúng ta sẽ đặt linh kiện này vào. Còn mọi hiện đạo và co và tọt mà kiệt trốn. Cái do này thì cái đầu này sẽ được đi về phía cuối này. Còn cái đầu mà... Cái là của bà rõ, bà làm túi cái chỗ hoặc nông mình đó. Bà sống từ ba mục trên một kèm đó. Hay dừng rung về một chỗ tới. Ấn như nó khớp lại. Dừng rung về vào một cấp bản tình mà. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắm kim. Để chúng ta cắt để đo kim. Em tọt mọi dừng được một chỗ là mấy vuông. Bố hay đầm bây cắt vào bật đồ bọc feeder nè. Thì cái kim này nó sẽ có cái cạnh này. Nó có cái khía cạnh này này. Chứ là nâng mà chua nâng miên là bật hào. Nhưng tụi về thì nó. Nhưng qua mọt mà nâng bật hào thì chúng ta sẽ cắt làm sao cho cắt là đúng cái số vị trí khía cạnh này. Bây giờ cắt thì mới cắt ở smart nâng là bật hào không tính lắm. Tức là cắt cái kim dài đúng như vậy để mình cắm vào nó vừa khớp. Hay đầm bây giờ cắt mà là mong mà smart nâng là bây giờ đã chôn mà vì chom thở thì lẹ vào vía. Ta đo và chúng ta cắt như sau. Cái dừng bó hay cắt được càng cao nữa. Cắm kim này cắm bên gờ ngoài, không cắm bên trong như này. Cắm này là sai này. Thấy à, chỗ lớn cho đạo kia tôi đang bắt đầu bỏ phí đỡ. Cái dừng đạo hình clip bằng tích. Bỏ con khéo mà. Cắm này mới đúng này. Đạo một căn tầm bấy bó, cứ đạo một con khéo tích bằng thọt, bằng trời. Chúng ta giữ kim và chúng ta đánh dấu. Thấy à, tụng một chỗ là chó bao nhiêu mạc và lơ bắt đầu bỏ phí đỡ. Chúng ta đánh dấu cái vị trí chúng ta sẽ cắt. Nhưng mà nó lơ nên tính hay đầm bạc lại này dừng được cắt lắm. Giờ chúng ta sẽ cắt. Còn mới dừng cắt vía. Cái kìm này á, cái nguyên tắc cắt thì chúng ta sẽ cắt như thế này. Xoay đều quanh. Ấy nó bây giờ cắt cái dừng vô thực cặp nó cái dừng của bạn chung mấy bây dừng cắt nóng tìm đồng tính chung vinh mà chúng ta không cắt buộc một cái như này để đứt. Hay dừng là cắt mà đo lại đạch cho bóng đi. Nếu mà làm như thế này ấy, thì nó sẽ méo cái đầu. Và dương phơi ta mặt đo đa chân của ba viên nó cũng bật. Cắt như này để cho nó đứt đều. Hay dương cắt nhưng chúng ta chung mình hay bánh nóng tinh hồn ở biển đại. Smile chung mình nhé. Thì để ý cái thao tác chính xác nhé. Đấy, cái dương cho tục đạn về cắt nhé. Đã cắt được. Tỏ mọi những cạp bán thì những cạp chung bình như thế. Khi cắt xong ấy, thì chúng ta sẽ phải rũ cái đầu. Hay là bây giờ dương cắt hai cái dương vô đầy rũ nó nhưng rũ vậy. Bởi vì khi cắt thì cái đầu nó bị to ra.
hay là bây giờ các ba viên đang đi thông tin chẳng nhưng vô đại tuổi nó nhưng đu vì ở những tuổi chừng khuôn miền tây chúng ta phải đảm bảo cái đầu ấy, nó phải nhỏ hơn cái mình của nó nhưng thôi tình yêu mấy giờ thằng hồi bán các ba viên đang tuổi chừng khuôn mà bây giờ thì chúng ta mới có thể đưa kim vào được bên trong đồ bọc ba túi với bàn dương à dùng chỗ đặt chỗ bàn cái rũa thì chắc chắn là xoay đều tay này để cảm nhận là nó đã nhỏ hơn mình cái đầu nhỏ hơn cái mình chẳng ở đây lúc nâng dương rũ viên so kháng chung với nhờ ở xui chiên luôn mà vía cho đo kim lại cái dương bọc mà chỗ lương làm với như vậy là đảm bảo là vừa chẳng dương bọc mới mà nâng ăn lẹp hào lần tỷ giấy chẳng ok chẳng bình đang bán. Nếu như mà chúng ta cắt kim nó hơi dài một chút ấy, thì chúng ta rũa dùng cái rũa rũa này để rũa mò nó đi tí. Chẳng bởi dương cắt đến chỗ tí như dương vô đây rũ nắng dương rũ viên tình đoàn ở phía xin mà tí. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái cắt bỏ cái lưới bên ngoài này đi. Hôm đó bao dương cắt từ sai gần cả bên trên. Dương cắt đúng cái gờ như này. Đây cái... nó miên cái lẹ bao viên mùi nó dương cắt ở trong cái lẹ nào mà thầm cái lẹ nắng á. Khi cắt xong chúng ta phải đảm bảo là cái lưới này nó phải không được vượt quá cái gờ này. Cho nên cắt như tình yêu bạn mấy cái mối ở thật xài nắng bia lực bây giờ của anh mạch ở bọn còn nguyên tình đó. Rồi thì đây chúng ta ngắp kim vào. Em toàn bao nhiêu đặt một chỗ chỗ. Cái thao tác cắm kim này phải cắm chính xác. Ai cắn chỗ liên can mấy can là trong ở bàn lò đó cái gờ tay này là phải đỡ vào đây hay à mà riêng cho con đai hay là đai bật niên đó nhưng làm bị cào một toa hay à mày đai nên cho đai nó cứ dừng chậm đam rồi tình đó hai cái ngón tay này phải cầm đây để đẩy nó vào như này hay à đai pi mày đai nên cho đai nhưng chặt đam chặt bàn một chỗ là bay rồi một chỗ thì tuyệt đối không cầm như này mà ấn vào thì dễ dàng bị bẻ ngang như này gãy kim hay à đai khác nhưng mà bên đôi bị mục bị mọt tròn cầm đòn thế chẳng bị ai thổi bặm chồn thì chúng ta nhìn kỹ cái thao tác này nhé chẳng cái dương cho làm đáy mấy đáy cho ở đáy rồi mà tỉnh đó hay đáy tính tục thì tỉnh tính nếu trường hợp khó cắm quá thì chúng ta có thể rút kim ra để cắm lại đó dân bà tao phế cho những đỏ trên đây cầm những đạn bên dưới sàn đấy nguyên nhân là do cái đầu của mình nó vẫn to mù là hai đời xa là ba bên riêng hiện không nó lao cho những rô viên trên thì chết ở viên tù tí nếu khó cắm thì tuyệt đối không cố cắm nó sẽ làm gãy kim ai bờ sân thì dương đau cái chỗ đó bờ sân thì bạn đau cứ dương đỏ bờ sân mọi bờ một không đau biết về thời bạn chồn chắc là bây đây dân rút hai chắc vào những tui chiên chắc dân đã tâm mặt đó cái chỗ xuống mà nên là đã đạt tiêu chuẩn rồi.